Rồi bây giờ tiếp tục cái video này anh sẽ nói về cái hai khái niệm là nạp trong hàm và nạp trong tử. Nạp trong hàm thì bên cái bài hàm như anh cũng có nói cho ta như chưa đúng không, thì hồi giờ qua đây luôn đi, nạp trong hàm chứ nói cho biết sơ thôi, còn nạp trong toán tử mới là cái quan trọng. Nghĩa là khái niệm về nạp trong toán tử này là một cái kỹ thuật, cái kỹ thuật thôi chứ không phải là có thể trong những cái bài giảng hay những bài học trên lớp trên trường đấy là các bạn ít nghe người ta nhắc đến, bởi vì kỹ thuật đó kỹ thuật thường chúng ta bạn nào biết thì dùng thôi. Và dùng kỹ thuật đó thì nó sẽ có cái tác dụng gì thì ta phải đi xem tiếp tục. Thì đầu tiên đó là cái khái niệm về nạp chồng hàm đó đã đi. Nạp chồng hàm tên tiếng Anh nó chính là function overloading, thì thôi đây ghi tiếng Việt dễ hình dung, cứ lên mạng search nó sẽ ra đầy tài liệu cho xem. Rồi cái đầu tiên đó chính là nạp chồng hàm, tên tiếng Anh nó là gì đây ta, function nữa. Function cái này đúng không? Overloaded. Đơn giản muốn biết đúng hay không, lấy này copy search Google. Biết ngay hồi dưới quá gì. Đây này, lên Google search là ra đầy nè. Function overloading nè. Đúng chưa? Đấy, đúng rồi đấy. Nên ra đầy nè, lên cứ tham khảo. Đấy, còn bây giờ anh nói đơn giản. Cái thứ hai đó chính là nạp chồng toán tử. Thôi làm cái một đi, là nạp chồng hàm đi. Nạp chồng hàm khái niệm cứ lên Google mà search, còn anh sẽ thực tế bằng cái ví dụ cho dễ hiểu. Đơn giản thế này, vô đây lúc trước anh viết một cái hàm là hàm hoán vị, hàm hoán vị hai cái số nguyên cho nhau. Thì hàm hoán vị hai số nguyên tham số truyền vào chính là hai số nguyên cần hoán vị. Kiểu liệu của hàm là kiểu void, bởi vì này nó không có trả vị trị gì hết, nó chỉ là sao hoán vị hai cái số thôi cho nhau, ok chưa? Anh đặt tên là hoán vị. Hoán vị hai số nguyên thì tham số truyền vào phải là hai số nguyên, cụ thể như vậy. Đơn giản thuật toán hoán vị sao là int tem bằng gì, cho qua một biến tạm là x, sau đó x sẽ bằng y, y sẽ bằng gì, sẽ bằng cái tem là hoán vị được hai số gì, rồi hoán vị được hai cái giá trị số nguyên cho nhau, ok chưa? Bây giờ chạy thử, khởi tạo thử hai cái biến x là bằng 7 đi, in y cho bằng gì, bằng 9 đi. À, hai số này xấu quá, cho số số 8 số 10 đi. Rồi hoán vị truyền vô hai biến x y, nghĩa là sẽ hoán vị hai biến y cho nhau. Rồi anh sẽ xi out ra màn hình thử xem x là mấy, y là mấy. X bằng x số hàng xi out y, y bằng y, chỗ này end line xuống dòng chạy thử. Đây là toán hoán vị đơn giản đơn thuần thôi, đấy là x y đồng hoán vị cho nhau, x bằng 8, y bằng 10. Tại sao nó không hoán vị đó, bởi vì này ta thiếu gì, thiếu cái tham số gì, thiếu cái tham gì, tham chiếu hay gọi là tham biến, hiểu chưa? Bạn nào chưa hình dung được thì phải xem lại bài hàm thôi chứ không nói nhiều. Rồi chạy lại, rồi hoán vị là hai số x y, bắt đầu x bằng 8, y bằng 10, sau khi hoán vị là x bằng 10, y bằng 8, ok chưa? Rồi bây giờ nằm trong hàm như thế này, ví dụ bây giờ tôi có một cái nhu cầu là cái nhu cầu của tôi muốn hoán vị hai số thật cho nhau, thì chúng ta có dùng lại được cái hàm hoán vị hai số nguyên này không? Trong khi đó tôi vẫn muốn cái tên hàm của tôi chính là hoán vị luôn. Đây là cái hàm này chỉ là cái hàm hoán vị hai số nguyên cho nhau thôi. Bây giờ người ta có một cái phát sinh ra cái nhu cầu là muốn hoán vị hai số thật, muốn hoán vị hai cái gì đó khác nữa, và cái tên hàm cũng phải đặt giống như thế này, thì khái niệm nạp trong hàm nó mới ra đời. Lúc này anh sẽ cài đặt một cái hàm sau, hàm hoán vị hai cái số thật cho nhau. Nạp trong hàm chính là chúng ta có thể nạp chồng nạp lại, nghĩa là làm lại cái hàm có cái tên hàm giống như cái tên hàm mà chúng ta đã cài đặt rồi. Ví dụ anh đã cài đặt cái tên hàm là tên hàm gì, hoán vị, để hoán vị hai số nguyên đúng không? Lúc này anh có nhu cầu là anh muốn hoán vị hai số thật, anh sẽ nạp chồng hàm lại cái hàm hoán vị này, cái hàm cũng có tên là hàm hoán vị, kiểu liệu của hàm cũng là void, tham số truyền vào cũng là có hai tham số,
Nhưng cái hàm hoán vị hai số nguyên thì hai tham số truyền vào là hai số gì? Số nguyên. Hàm hoán vị hai số thật của anh thì lúc này hai tham số truyền vào là hai tham số gì? Hai tham số là hai tham số thật. Có nghĩa là anh chỉ khác nhau ở cái chỗ này thôi. Kiểu liệu của hàm, tên hàm, số lượng tham số giống nhau, chỉ khác nhau về kiểu dữ liệu của tham số. Hàm hoán vị hai số nguyên, kiểu liệu tham số là in. Thì hàm hoán vị hai số thật của anh, kiểu liệu tham số chính là float hay double. Thì đó gọi là nạp trong hàm. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ demo nè. Hoán vị hai số thật cho nhau. Copy tất cả hết. Nạp trong lại, nạp trong hàm nghĩa là đi làm lại cái hàm giống như cái hàm trước đó đã có. Và nó sẽ khác một trong ba cái. Cái thứ nhất là kiểu liệu của hàm sẽ khác. Cái thứ hai là tham số truyền vào sẽ khác. Ví dụ như cái hàm này tham số truyền vào là hai tham số. Anh làm là cái hàm này cũng có tên giống hình cái này luôn. Nhưng tham số truyền vào của anh là lúc này không phải hai tham số mà là ba tham số hay là bốn tham số. Nghĩa là nó sẽ có một cái sự khác nhau gì đó ở cái lúc cài đặt cái hàm này. Thì đó gọi là nạp chồng lại cái hàm. Cụ thể nè, Ctrl C, Ctrl V, tất cả giống nhau hết. Nhưng chỗ này anh thay đổi là float. 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 Rõ ràng kiểu liệu của hàm giống, tên hàm giống, số lượng tham số giống luôn, cũng có hai luôn. Nhưng khác nhau về cái gì? Chỉ cần khác nhau một cái là được. Hiểu chưa? Có một cái điểm gì để khác nhau là được. Đấy, khi nạp chồng lại hàm. Rồi, lúc này nạp chồng lại hàm thì cái chương trình nó sẽ tự động hiểu chúng ta gọi cái hàm nào. Nếu như anh gọi cái hàm gì, nè nè trong hàm nè, hàm hoán vị hai số nguyên của anh cũng có tên là hoán vị. Hàm hoán vị hai số thật của anh cũng có tên là gì? Là hoán vị. Đúng chưa? Nhưng khác nhau về số lượng tham số, khác nhau về kiểu liệu của tham số là được. Ok chưa? Đấy, thì ta phải làm nhiều về những cái này thì chúng ta phải hình dung được, nhưng mà anh cũng có ít làm lắm. Rồi, lúc này anh gọi là hàm hoán vị, anh đương chỗ vô. Rồi, anh gọi hàm hoán vị. Nếu tham số của anh truyền vô là hai số nguyên thì nó sẽ hiểu lúc này anh đang muốn hoán vị hai số nguyên. Nó sẽ chạy lên đây, có hai cái hàm tên giống nhau đúng không? Nhưng tham số của anh truyền vô là hai số nguyên, tự động nó sẽ hiểu đi đến cái hàm có tên là hoán vị và tham số truyền vào là hai số nguyên là sẽ đi thực thi cái hàm này. Nếu như anh gọi hàm hoán vị, anh truyền hai tham số là số thật, thì tự động nó sẽ hiểu là nó sẽ làm cái hàm này. Cái đó là chương trình tự hiểu, bởi vì nó đã hỗ trợ cho chúng ta cái gì? Cái khái niệm nạp trong hàm rồi. Thì nó khi chúng ta cài đặt ngôn ngữ này, người ta đã làm cho chúng ta cái khái niệm đó rồi, thì chương trình sẽ tự động hiểu. Ok chưa? Rồi, lúc này anh hoán vị cái này đúng không? Rồi, anh có hai biến nữa là in a, anh cho là bằng 5.6, đó là số thật, float chứ. Rồi, anh có float b, anh cho bằng 8.9. lúc này anh gọi là hàm hoán vị. Anh truyền hai số thật là a và b. Đấy, thì chỗ này ghi được cụ thể hay sao? Nạp trong hàm thì khi ta truyền vào hai tham số nguyên, chương trình sẽ tự động hiểu là chúng ta cần hoán vị hai số nguyên. Hoán vị hai số nguyên. Vì vậy sẽ đi đến cái hàm hoán vị hai số nguyên và nó làm việc. Đó là chương trình tự động hiểu. Ở đây tự động chạy đến cái hàm hoán vị hai số thật. Hoán vị hai số thật. Rồi, CL ra thử rồi. CL A 2 chấm giá trị A and line xuống dòng. CL ra giá trị B. B 2 chấm B. Chạy ra thử. Rồi, bị lỗi ở đây. Bung lỗi ra. Rồi. Phải bung lỗi. Rồi, ta kiểm tra xem bị lỗi gì nhé. Float tem double hoán vị.
đưa vô, nó nói đây, chỗ này thiếu gì đây, thấy chưa? Chạy thử. Rồi, cái chỗ này nó không đẹp, sẽ nở đi, bỏ đi, sẽ nở xuống dòng nè, chỗ này sẽ nở xuống dòng, sẽ nở xuống dòng. Còn top 5 chạy. Zoom lên. Đầu tiên anh có giá trị x là bằng 8, y bằng 10. Sao quy anh hoán vị hai số quy đúng không? Đang hoán vị là hai số cho nhau. Tiếp tục anh gọi cái hàm hoán vị và anh truyền vào hai tham số là hai tham số gì? Số thật. Tự động nó sẽ chạy đến cái hàm mà hàm gì? Cái hàm hoán vị hai cái số thật. Nó làm công việc là hoán vị cho anh hai số thật. Ok chưa? Cái đó gọi là khái niệm nạp chồng hàm. Nên người ta sẽ làm lại cái hàm giống như thế này, có tên hàm giống như hệt như này, nhưng tham số nó khác nhau, số lượng tham số nó khác nhau, hay là kiểu liệu khác nhau là nó cho. Ok chưa? Thêm một cái ví dụ nữa để hiểu rõ là trong hàm. Ví dụ này anh làm một cái hàm là hàm tính tổng, tính tổng hai số nguyên. Tính tổng hai số nguyên thì kiểu liệu trả về phải là một số nguyên. Anh ghi cái hàm là hàm tính tổng. Tính tổng hai số nguyên thì tham số truyền vào có phải là hai số nguyên không? In x in y. Rồi đơn giản là dùng cái gì? Dùng cái lệnh return để trả về giá trị cho hàm là x cộng gì? Cộng y. Chạy thử. Đóng lại hết. Đóng lại. Gọi hàm tính tổng. Khai báo ra hai biến x bằng 6. In tiếp tục in y bằng mấy? Bằng 8 đi. Rồi gọi là hàm này truyền hai tham số là x và y. Dùng cái lệnh cout để xuất ra cái giá trị sau khi tính tổng. Tổng là 2 chấm. Control 5 chạy. Thì rõ ràng 8 cộng 6 ra 14. Ok chưa? Bây giờ anh có nhu cầu muốn tính tổng của ba số nguyên. Anh sẽ đi làm một cái hàm có tên giống như thế này, kiểu liệu cũng giống như thế này, nhưng số lượng tham số khác nhau là nó sẽ cho. Đó gọi là khái niệm nạp chồng hàm. Rồi làm cái hàm như thế này, copy lại nguyên vẹn luôn. Trên đây tính tổng hai số nguyên đúng không? Dưới đây sẽ là tính tổng ba số nguyên. Tham số truyền vào là ba tham số in x in y in z cộng z. Ok chưa? Thì khi anh gọi vào một cái hàm, anh truyền vào hai tham số, sẽ tự động mà nó hiểu lúc này anh đang gọi là cái hàm này. Nếu anh gọi là cái hàm có tên là tính tổng giống như thế này và anh truyền vào ba tham số, nó sẽ tự động đến cái hàm này và thực hiện cái lệnh trong hàm này. Đó gọi là khi anh nạp trong hàm đấy. Kiểu liệu hàm có thể giống nhau, tên hàm có thể giống nhau, nhưng khác nhau về số lượng tham số là cho. Hiểu chưa? Hay là tên hàm giống nhau, số lượng tham số cũng giống nhau luôn, nhưng khác nhau về kiểu dữ liệu của hàm là nó cũng cho luôn. Ok chưa? Đó là khái niệm là trọng hàm đấy. Lúc này rồi, nếu mà anh có thêm một cái biến nữa là in z bằng 6 chẳng hạn, anh truyền ra một khi một cái z nữa là anh đang gọi là hàm tính tổng và anh có truyền vào ba tham số, sẽ tự động nó hiểu rồi lúc này anh đang cần dùng cái hàm này. Hàm cũng có tên là tính tổng giống như trên đây luôn, nhưng truyền vào ba tham số là sẽ chạy đến cái hàm này, thực thi cái lệnh trong hàm này. Hiểu chưa? Rồi chạy trình thử. Tổng của 6, 8, 6 là bao nhiêu? Là 20. Ok chưa? Đó là khái niệm nằm trong hàm đấy. Giống nhau về tên hàm, giống nhau về số lượng tham số, giống nhau về kiểu liệu của tham số, nhưng khác nhau về cái kiểu liệu của hàm là được. Giống nhau về kiểu liệu của hàm, giống nhau về tên hàm, nhưng khác nhau về số lượng tham số trong cái hàm là được. Hiểu chưa? Đấy, còn nếu giống hoàn toàn luôn không cho. Nè, ví dụ nè. Giống hoàn toàn luôn là sẽ bị lỗi. Đây cài đặt hàm tính tổng rồi. Dưới đây là tiếp tục đi cài đặt thêm hàm tính tổng nữa. Hai hàm là sao? Không hề khác nhau về cái gì hết. Là khi chạy sẽ bị lỗi đấy nha. Chạy thử xem. Đó, buông lỗi liền. Coi lỗi gì. Rồi, dưới đây lỗi đây. Cái này bỏ chết lại đi thử xem. Chạy thử xem. Buông lỗi liền. Nó nói là sao? Nó nói là cái hàm tính tổng mà sao? Nó không tìm thấy.
Bởi vì có thể có rất là nhiều lý do. Có thể chúng ta lúc này đang cài đặt hai cái hàm giống nhau, đúng không? Nó không thực thi được cái hàm nào hết. Bởi vì lúc này hai cái hàm giống nhau này không được gọi là nạp trồng hàm nha. Ok chưa? Đấy, giống nhau hoàn toàn là không gọi là nhập trong hàm. Nạp trong hàm là sao? Khác nhau về hàm số, ví dụ như là in z, ví dụ như vậy. Đó, đấy là những cái gì? Những cái demo thực tế thì ta hiểu nạp trong hàm là cái gì. Rồi ok, nạp trong hàm khái niệm như vậy thôi đấy.